Nhận định bóng đá Arsenal với Man City. 3 giờ ngày 23 tháng 12, Arsenal đang sống trong những ngày buồn tê tái. Pháo thủ có khởi đầu mùa bóng mới tệ nhất trong gần 50 năm trở lại đây và thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã chìm sâu vào cuộc khủng hoảng. Man City cũng có vấn đề của riêng mình nhưng dù sao họ cũng có phong độ tốt hơn Arsenal. Rất có thể pháo thủ sẽ bị loại ở cúp liên đoàn đêm nay. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cuối tuần trước, Arsenal đã thua 1-2 trên sân Everton. Như vậy, 7 vòng gần nhất ở Premier League thì pháo thủ không thể giành chiến thắng, nhận 5 thất bại. Họ chỉ kiếm được 2 trên 21 điểm tuyệt đối gần nhất, thua tới 8 trên 12 vòng trở lại đây. Tính rộng hơn, sau 14 vòng đầu thì thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta mới kiếm được vỏn vẹn 14 điểm. Đây chính là khởi đầu kém cỏi nhất của Arsenal tại giải vô địch quốc gia kể từ mùa bóng 1974-75. Nghĩa là đã gần 50 năm rồi pháo thủ mới lại chơi tệ như vậy. Ở London lúc này, không ai còn nhắc tới Arsenal như ứng viên trong cuộc đua top 4 nữa. Thậm chí, họ còn đang gần nhóm xuống hạng hơn là nhóm các đội đua cúp châu Âu. Nếu không cải thiện được phong độ bết bát như hiện tại, pháo thủ hoàn toàn có thể phải đối mặt với viễn cảnh phải xuống hạng lần đầu tiên kể từ sau mùa 1912-13. Arsenal xuống hạng, nghe thì có vẻ là không tưởng, nhưng đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi nếu pháo thủ vẫn giữ nguyên tốc độ giành điểm như này, họ sẽ khép lại mùa bóng với 38 điểm, một điểm số rất không an toàn cho mục tiêu trụ hạng. Nên nhớ, mùa 2010-11, bộ đôi Birmingham và Blackpool từng phải xuống hạng khi đã giành 39 điểm ở ngoại hạng Anh. Nói vậy để thấy, tình thế của pháo thủ thực sự là rất khó khăn. Arteta vừa kỷ niệm tròn một năm ngồi trên ghế huấn luyện viên Arsenal hôm 20 tháng 12, nhưng đội bóng của ông bây giờ đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng, thậm chí còn là cuộc khủng hoảng nặng nề nhất từ sau khi huấn luyện viên Arsene Wenger ra đi. Giai đoạn đầu tới Emirates, Arteta tạo ra dấu ấn khi Arsenal chơi thứ bóng đá thực dụng, xu xì, nhưng hiệu quả. Chính cách chơi thiên về phòng ngự và tập trung vào những pha phản công nhanh này đã giúp pháo thủ vô địch FA Cup rồi Community Shield. Nhưng hiện tại, không ai còn nhận ra Arsenal của nửa năm trước nữa. Lúc này, họ công không xong, mà thủ cũng không nổi. Chất lượng tấn công của pháo thủ là cực kỳ kém cỏi khi chất sáng tạo là điều mà không một cầu thủ nào của Arsenal có thể mang lại. Thomas Partey là cầu thủ duy nhất ở hàng tiền vệ pháo thủ có khả năng kéo bóng lên phía trên rồi tung ra những đường truyền đột biến. Nhưng đáng tiếc cho Arsenal khi Partey lại chấn thương liên miên từ đầu mùa giải. Đêm nay, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn với pháo thủ khi ngôi sao số 1, Pierre-Emerick Aubameyang vẫn sẽ vắng mặt vì chấn thương. Aubameyang là người hùng của Arsenal ở chức vô địch FA Cup 2019-20. Thế nên dù có sa sút trong mùa này thì Aubameyang vẫn là người rất quan trọng với đội bóng thành London. Vắng anh, hàng công vốn đã kém cỏi của pháo thủ lại càng yếu đuối hơn. Tóm lại, Arsenal đang không có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tiếp đón Man City. Man xanh thực ra cũng có vấn đề của riêng mình. Đội bóng của Pep Guardiola mùa này không còn là cỗ máy tấn công hủy diệt như hình ảnh thường thấy ở họ 2 năm trước nữa. Trận derby Manchester, Man City đã chơi rụt rè hiếm thấy. Trận gặp Southampton, thủ thành Ederson thậm chí còn phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Thế nên về cơ bản, Man xanh cũng đã sa sút và không còn là chính họ. Nhưng dù sao phong độ của Man City vẫn tốt hơn Arsenal nhiều khi bất bại 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Cúp liên đoàn cũng là đấu trường yêu thích của Man xanh khi họ chính là nhà vô địch ở giải đấu này trong 3 mùa bóng gần nhất. Man City sẽ đánh bại Arsenal đêm nay để gieo thêm nỗi sầu cho Emirates. Dự đoán 1-2.